từ bỏ quyền uy để làm bạn với dân. Top 4 nhân vật vĩ đại của thế kỷ 21. 1. Đoàn Ngọc Hải. Ông Đoàn Ngọc Hải, sinh năm 1969, quê quán ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Hiện nay ông cư trú tại phường 28, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên. Trước đó, ông Hải đã trải qua nhiều chức vụ khác nhau trong bộ máy công quyền tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông nổi tiếng vì đã xung phong liên tục xuống đường, trực tiếp chỉ đạo chiến dịch giành lại vỉa hè trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau này, chiến dịch đã lan tỏa ra các thành phố lớn khác tại Việt Nam. Ngày 8 tháng 1 năm 2018, thừa nhận chiến dịch giành lại vỉa hè thất bại, ông đệ đơn từ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 vì đã không thực hiện được lời hứa trước nhân dân. Sau đó, quận 1 đã điều chuyển ông đi làm các công việc khác, nhưng ông không nhận và xin về hưu. Ông Đoàn Ngọc Hải quay trở về với công việc kinh doanh mà bố mẹ ruột ông để lại. Ông Hải nói, người dân trên địa bàn quận 1 một số lời hứa công vụ, vì không có cơ hội thực hiện lời hứa đó được nữa, nên ông cố gắng thực hiện bằng một phương cách khác. Đó là cố mua 1-2 căn nhà nhỏ, có thể là ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở một địa phương nào đó để làm nơi tá túc qua đêm cho người vô gia cư có nhu cầu. Tháng 9 năm 2020, ông Đoàn Ngọc Hải đã bỏ ra 700 triệu đồng cá nhân để mua một chiếc xe hiệu Hyundai đăng ký trở thành xe cứu thương. Đích thân ông lái xe để chở bệnh nhân nghèo miễn phí, kể cả từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, phục vụ người dân ở mọi miền đất nước. Ông Hải đã công khai biển số xe là 51B50744 và sẵn sàng phục vụ người dân, lo luôn cơm và phòng nghỉ cho bà con nghèo. Ngoài được đưa về miễn phí mỗi trường hợp bệnh nhân nghèo, còn được ông Hải ủng hộ 1 triệu đồng. 2. Bạch Ngọc Chiến. Bạch Ngọc Chiến sinh năm 1971 tại Hà Đông, thành phố Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 1994 và lấy bằng thạc sĩ về quan hệ ngoại giao tại Đại học Monash, Australia năm 2000. Quá trình công tác của ông Chiến rất phong phú. Ông Chiến khởi nghiệp là giáo viên tiếng Anh, sau đó là hướng dẫn viên du lịch từ năm 1994 đến năm 1996. Ông thi công chức Bộ Ngoại giao cuối năm 1996 và kể từ đó qua các vị trí chuyên viên vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao, tùy viên báo chí của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Phó vụ trưởng vụ chính sách đối ngoại Bộ Ngoại giao, trưởng ban truyền hình đối ngoại của Đài truyền hình Việt Nam VTV4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định Bạch Ngọc Chiến nhấn mạnh, bản thân ông không chuộng chức danh bằng việc làm được gì có ích cho xã hội, cho cộng đồng. Ông Bạch Ngọc Chiến, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, các cấp có thẩm quyền đã giải quyết cho ông được thôi việc từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Chia sẻ về lý do từ quan và chọn lĩnh vực giáo dục để làm việc tiếp, ông Chiến cho biết, duyên nợ của ông với giáo dục khá sớm và khá nhiều. Ông nói, bản thân có niềm đam mê với ngành giáo dục và rất thích việc phổ biến tiếng Anh và giáo dục STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nên sẽ làm việc cho một tổ chức giáo dục tư nhân. Công việc này tôi đã bắt đầu ở Nam Định qua việc xây dựng chương trình tủ sách lớp học, giới thiệu giáo dục STEM thí điểm ở một số trường. Cho đến nay, huyện Nam Trực rất thành công trong việc phổ biến STEM, ông Chiến nói. 3. Nguyễn Quang Thạch. Ông Nguyễn Quang Thạch sinh năm 1975, quê Sơn Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Năm 1996, anh bị hỏng một mắt trái, mắt phải bị cận. Năm 1999, ông tốt nghiệp Đại học Vinh, khoa tiếng Anh. Năm 1997, ông bắt đầu nghiên cứu, tạo chương trình sách hóa nông thôn và chính thức đưa vào thực tiễn từ năm 2007. Điều kiện sức khỏe không tốt, thị lực kém. Nhưng năm 2010 và 2015, ông vẫn quyết định đi xe máy và đi bộ xuyên Việt để kêu gọi ủng hộ chương trình. Sau 9 năm đi vào hoạt động thực tiễn, đến nay, sách hóa nông thôn đã thu hút sự tham gia của hơn 100.000 người, xây dựng được trên 10.000 tủ sách, giúp hơn 400.000 người dân nông thôn
trong đó gần 300.000 học sinh tiếp cận sách bằng học sinh con nhà khá giả của Hà Nội. Tháng 9 năm 2009, mô hình tủ sách dòng họ giành giải thưởng 400 triệu đồng trong cuộc thi Idea to Serve the Community, ý tưởng phục vụ cộng đồng. Năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản 6841 ngày 31 tháng 12 năm 2015 gửi các sở giáo dục và đào tạo nhân rộng tủ sách phụ huynh, tủ sách lớp học đến các lớp học trên toàn quốc. Ngày 8 tháng 9 năm 2016, chương trình sách hóa nông thôn được UNESCO trao giải mang tên Vua Sejong về xóa mù chữ, phổ biến tri thức thuộc hạng mục giải thưởng UNESCO International Literacy. Giải thưởng này được thành lập năm 1967 nhằm tôn vinh những sáng kiến thúc đẩy việc đọc sách. 4. Vũ Văn Thoại. Ông Vũ Văn Thoại sinh năm 1976, quê ở Nghĩa Hưng, Nam Định. Tiến sĩ Vũ Văn Thoại chia sẻ, từng có thời gian dạy học ở một trường trung học phổ thông tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Cuộc sống tưởng đã an phận nếu như chàng thanh niên Vũ Văn Thoại không gặp cơ hội có được học bổng toàn phần đi du học tại Ấn Độ. Với tấm bằng tiến sĩ, chàng trai trẻ Vũ Văn Thoại về Việt Nam và được mời làm hiệu phó rồi hiệu trưởng một trường cao đẳng nghề ở Hà Nội. Đang là hiệu trưởng của một trường cao đẳng công lập ở Hà Nội, một vị trí nhiều người mơ ước. Nhưng tiến sĩ Vũ Thoại vẫn quyết định dứt áo ra đi nhằm hiện thực hóa giấc mơ tạo một nền nông nghiệp có giá trị cao cho Việt Nam. Hiện tại, ông Thoại là Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Nghiên cứu Cây Đàn Hương và Thực vật Quý Hiếm. Tiến sĩ Thoại cũng đã chia sẻ với lý do bất ngờ từ chức hiệu trưởng một trường cao đẳng công lập Hà Nội đầu năm 2016. Trường tôi từng làm hiệu trưởng, cũng như bao trường cao đẳng nghề khác, đều có chương trình khung quá nặng nề về các môn chung dẫn đến việc đào tạo nghề không sát với thực tiễn người sử dụng lao động cần. Nên nhà trường không thể đào tạo được đầu ra theo ý muốn, tiến sĩ Thoại bày tỏ. Là người đứng đầu nhà trường, nhưng ông Thoại cũng không thể giúp được trường mình tự chủ hoàn toàn về chương trình đào tạo. Đó cũng là điều ông vô cùng trăn trở, nhưng không thể thay đổi. Tuy nhiên, việc bén duyên với cây đàn hương lại là nguyên nhân sâu xa hơn khiến ông quyết định rời môi trường sư phạm. Các chuyên gia Ấn Độ cũng được mời sang Việt Nam để đánh giá về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng cho việc trồng cây đàn hương. Dòng dã nghiên cứu từ năm 2006, nhưng đến 2014, tiến sĩ Thoại và các đồng nghiệp mới thành công trong việc tạo ra giống cây đạt tiêu chuẩn, tạo giống hoàn toàn theo phương pháp hữu cơ. Hiện nay, cây đàn hương đã được trồng khảo nghiệm tại khoảng 40 tỉnh thành trên cả nước, cho tín hiệu rất khả quan về một hướng thoát nghèo cho hàng nghìn hộ nông dân. Video đến đây là kết thúc rồi. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận ở bên dưới. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hữu ích khác nhé!